Receipt giải nhiệt shopping mùa nóng. Bạn cần mua một món đồ, bạn phải ra cửa hàng. Nếu bạn ra cửa hàng, bạn phải đi ra đường. Nếu bạn ra đường, bạn sẽ bị nắng. Nếu bạn bị nắng, bạn sẽ bị sỉu. Ra đường còn có khói bụi, bạn sẽ hít trọn. Trời ơi, nếu bạn hít trọn, bạn sẽ khó thở. Nếu bạn vừa sỉu vừa khó thở, bạn sẽ ngừng. Vậy nên nếu bạn muốn mua một món đồ mà không muốn ra đường và sợ phí ship cao, bạn đã có Tiki. Nếu bạn chọn Tiki, bạn sẽ vui vì được mua đồ chất lượng mà còn được free ship. Vậy đó.